Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay, mình chưa kịp làm gì hết. Get a hit off Flamar's back by taking out all the Ballast OG and Vargas short callers making blind against him. Bây giờ chúng ta sẽ có nhiệm vụ là đi bắn hết tụi Ballast và Vargas vậy thôi. Đơn giản. Mình cũng quên, chưa kịp giới thiệu luôn là mình đã vô game rồi. Đây là nhiệm vụ thứ mấy mình cũng chưa có rõ nữa, nhưng mà có lẽ là nhiệm vụ cuối hay gì đó. Vô, let's do it guys. Cái này là nhiệm vụ mới, mình cũng chưa rõ là đây nhiệm vụ 7-8 hay không. Nhưng mà mình cầm súng khá là ngầu chứ, đẹp trai nữa. Đồ, có dàn loa nữa. Ngồi đâu? Đó, hết ngồi đằng sau hơn, đúng rồi, má ngồi vậy mới ngầu nè ba. Má ngồi vậy đúng ngầu luôn á chứ. Đồ, nhìn cái con đó kìa. Chúng ta mở cửa ra bằng cách bấm chuột phải rồi cho súng ra ngoài bắn. Cái kiểu nhìn đúng ngầu, đúng kiểu gangster hồi đó luôn. Mid level gangster. Mở để mở cửa mở vậy đó đúng không? Mà sau cái cầm súng ra bắn đó. Đó, quá ngầu luôn. Ngầu hơn cái bồ cầu luôn. Đó. Trời mưa nữa chứ, đúng hợp luôn chứ trời. Đồ, không còn gì để tả. Lên men, lái xe đàng hoàng đi men. Nhiều lúc mình không yêu xe chứ đồng đội mình lái nhiều lúc ngáo ngáo thế nào hả. Đông thế. Xả đạn thoải mái đi anh em ơi, xả đạn thoải mái đi. Mấy cái khu này là khu của Gata San Andrea nè. Bây giờ nó thành gang chỗ cho băng đảng luôn rồi. Đông thế. Hồi đó Gata San Andrea, nhà của CJ là nằm ngay đây nè. Nếu mình nhớ không nhầm là cái nhà này nè. Đó, cái nhà đó đó. Là nhà của CJ. Còn nếu mình sai các bạn sửa cho mình nha. Mình chỉ có nhớ như đó thôi, mình không rõ. Nhưng mà đây có thời gian nữa hả. Mình chỉ biết là hồi đó nhà của CJ là nằm ngay đó. Cái nhà đó là khó, rất là dễ quen biết. Các bạn nào chơi qua phần Gata San Andrea đó, các bạn sẽ rõ hiểu rõ ngay thôi. Kiểu như safe house trong Gata 5 vậy đó. Sau đó nó được đưa lên lại ngay trên Gata 5. Khá là hay. Bây giờ mình mua đồ ăn bánh cái đã. Mặc giáp như nãy chứ mình chưa kịp mua giáp nữa, nhưng mà hơn là một cái lúc mà mình làm hai xíu mình có mua giáp sẵn và đợi vẫn để tới bây giờ. Nhưng coi ban đầu à. Đứng cầm xuống bắn đúng bữa luôn. Không phải thằng đó, phải không? Hình như nó, đúng rồi, cán nó. Biết mình còn đạn không ta? Chết rồi. Nó kìa, nó băng, nó cũng có cái điều như mình, quá hay. Không biết nó dí theo mình không? Còn thằng cuối cùng á. Mấy thằng này lái xe máy mà tỉnh đương như đúng rồi. Get in the moonbeam. Nó nằm đâu ta? Chở tụi tao tới đó coi, nhanh. Vargas 2. Ra, muốn chết hả? Mấy bạn nữa, các bạn đã coi phim The Purge chưa? The Purge. Kiểu như sự thanh trừng á. Mỗi năm Mỹ nó sẽ làm nên một cái gọi là sự thanh trừng cho phép người dân có quyền giết lẫn nhau, dùng các loại vũ khí gì đó gì cũng được, ngoại trừ mấy vũ khí hạng nặng ra, để giết lẫn nhau, trả thù cá nhân cái kiểu gì đó gì cũng được, mà không bị pháp luật dòm ngó, không bị thiên lôi coi, và kiểu như là không bị phán xét trước pháp luật luôn, coi như là hoàn toàn hợp pháp luôn. Phim đó khá là hay và mình thấy nó giống y hệt cho ta này. Ngày nào cũng vậy. Bây giờ trong cái này nó càng giống hơn, nhưng mà cái này nó nghiêng về băng đảng hơn. Hồi đó giống như các bạn coi mấy cái bộ phim như các bạn hiểu rõ nhé, có thể là coi phim Straight Outta Compton mới của, trong đó có khai là cuộc đời của nhóm không phải là cuộc đời mà là hình thành là sự hình thành của NWA, nhóm nhạc của hồi xưa của Dr. Dre. Nigger with Attitude hay lắm, các bạn có thể nên coi thử. Nếu bạn nào không biết cái tên thì các bạn hãy comment phía dưới, mình sẽ comment lại cho các bạn nếu các bạn thích.
Má thanh niên lái xe bự thì phim nó đúng nghĩa mà nói về game băng đảng luôn, nhưng mà mình khá là nể phục tại vì dám đứng lên hát rap cái kiểu về nói về chính trị rồi, chứ không có như Việt Nam rap gì đâu mà như mấy thằng Na, như là mấy các bạn biết cái thằng như thằng Na chẳng hạn không thích, và nó khá là chỉ trâu trong mấy cái việc này. Nếu mình cũng không muốn nói về vấn đề chính trị làm gì cho nên thôi tập trung vào game ha. The Richmond Hotel. Chết hết. Không có thằng nào Richmond gì ở đây hết á. Chết hết. Taxi chết luôn. Park outside the hotel and wait for Pedro Carlos. Take out Pedro Carlos. Giết nó đi anh em. Giết nó đi. Đó rồi. Ủa đâu rồi. Đâu. Where. Rồi. Chết chưa. Rồi. Đó hình như chết rồi phải. Rồi ok ngon. Má mình giống như nguyên Ben đi với người mà di động vậy. Cảnh sát không dòm ngó vậy ta. Ủa sao còn thằng nổ luôn, nhìn ngầu thế. The two at the hotel he was high level. I don't even want to start the last two you going for. Thằng cuối cùng có vẻ là khó ngầu đây. Nhưng thôi kệ. Ơ mà nhìn cái tướng mình ngồi xe đằng sau trời mát có vẻ mát ấy chứ. Má nhìn nè, hai thằng đúng kiểu hưởng thụ luôn chứ trời. Má nhìn mắc cười thiệt, bốn thằng thì hai thằng đầu như hai thằng phê thuốc vậy á. Không, cái thằng kế bên thằng đầu. Còn hai thằng sau kiểu đúng nhìn trời, nhìn đất, cái kiểu nhìn con mình rồi hai thằng nhìn trời, nhìn đất, cái kiểu vừa đi chứ trời. Vừa lấy xe vừa nhìn trời, nhìn đất cái kiểu. Đấy, lâu lâu rút súng rồi. Đó, what the fuck. You want a piece of me? Let's go. Đó, quậy cho quán tính. Nhìn thấy ông nội mình ngồi, mình với thằng sau nhìn ngồi bữa đéo tả được luôn á. Mình không biết cái bệnh này giờ nút bật nhạc đâu đâu, nếu mà không nhầm là nút M mà kéo xuống dưới cùng hay sao á. Vehicle remote function mới nè, cái này mới nè. Là dùng để bật nhạc kiểu rồi các bạn có thể ra lệnh nha, nó mở cửa, mở nắp capo, rồi làm đủ kiểu, nói chung tùy các bạn. Nhưng mà các bạn phải có như là các bạn phải có một cái xe lowrider hay gì đó. Ngoài ra cái nhiệm vụ nó có nhiệm như có cả thời gian nữa cho nên làm nhanh nhanh một tí nha. Take the moonbeam to Chumash. Mình cũng không rõ là làm cái này làm đi làm lại rồi nó có sao không nhỉ. Nếu không sao thì tốt, cũng bình thường thôi. Nhiệm vụ thế này khá là vui, theo mình nghĩ là khá là vui. Làm lại cũng vui mà. Ủa giờ có giết ai không? Giết thằng cuối cùng nè, nó bảo là mình tới đây là thằng cuối cùng luôn nhưng mà không biết có giết ai đây không. Tối thằng kia làm à? Ừ, đáng nghe đúng, nghe chóc. Xuống xem anh ơi. Tới giờ ra biển rồi, đi tắm biển nào anh em. Xong lên. Hồi đó mình nhớ, cái cảnh này mình nhớ tới hồi đó mình chơi thông với Huy. Khá là vui, anh em chạy ra đây chơi. Cầm sniper bắn cái kiểu. Ồ, máy bắn gì mà hụt. Thường cái cây này đang ăn đa 100%. Lâu lâu nhưng mà các bạn bắn không trúng đầu nữa, nó vẫn chưa chết hoàn toàn. Nạp đạn khá chậm. Rồi có tàu nữa kìa. Đẹp quá đẹp, team ơi, xong lên team ơi. Chắc là có lẽ mình sẽ để cho thằng đó. Giết thằng Charles Carlos gì đi, mình ngồi lại mình phá chơi cái này. Hay. Không biết bắn chút cái thuyền đâu mà nha. Get into the movie day. Ok for real shit. Ơi má, nhiều lúc mình bấm á, mình bấm shift để chạy rồi còn bấm nhầm thêm cả tab nữa, cái đau đâm ra nó dính lần cả hai luôn. Hình như chưa tới. Nếu tới là mình đã thấy rồi. Hoặc là các bạn có thể dùng cái mẹo trong hai á, là các bạn dùng sniper để bắn sập nó luôn. Không cần phải đợi nó tới cũng được, nhưng mà tới thì nó có vẻ hơi muộn. Nhưng mà không sao, nó hướng này mà ta. Mình cũng chưa thấy ai đâu xuất hiện. Tới thì tới một lượt luôn, ok. Vẫn chưa thấy ai hết. Take out Edgar hả?
cho đám đợi hết rồi, cho nên không ai sợ ai cả, cho nên thằng Edgar nó tới thì cũng vậy thôi. Má thiệt tình luôn. Bắt đầu mình cứ bấm gì shift tab cái này lại vô Steam kia nữa. Hơi phiền. Biết nó bay tới đâu rồi ta? Hay mình phải đợi nó. Thường nó bay tới đâu thì các bạn có thể bắn xuyên cửa kính nó giết thằng phi công và không thấy gì hết. Có lẽ nó chưa tới. Và bắn vỡ máy bay luôn nếu các bạn bắn đủ đạn. Mấy cái này cây ngoài đời bắn ghê lắm á, 50 kill mà. Đó nó kìa, nó kìa, nó kìa. Bắn nhiệt tình lên đó ơi. Bắn nhiệt tình vô. Đó, một chiếc rớt nữa đó, đúng rồi. Đó, giết hết luôn rồi, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp trai, quá đẹp trai. Ok man. Ơi, đồng đội đâu hết rồi, sao bỏ tao mình vậy, tại sao vậy? Em ơi, chờ anh với. Where are you guys? Ơi, đâu hết rồi, tụi bay đâu hết rồi, đợi tao với. Xa thế. Thank you bro. Ok, lên, chúng ta đi tiếp. Thế là moving to Del Piero, có lẽ chúng ta đã hết nhiệm vụ tại đây rồi. Quá ngon, quá đẹp. Pha lại hạ bằng 3 cái máy bay, quá đẹp luôn. Không biết cái chỗ đó nằm đâu ta. Cũng gần, không xa lắm. Take the moon beam to Del Piero. Ok. Có lẽ là cái này. Mình nghĩ là cái đó là cái nhiệm vụ cuối cùng rồi đó. Cho nên chắc không sao đâu nhỉ. Mà pha lại, hay pha bắn ba cái trực thăng ảo VL. Thằng đồng đội bắn hụt nó mới ghê chứ. Không tin được luôn. Nhiều lúc qua xuống thần bắn đợi tới là thấy bắn ngay. Hồi đó mình cũng vậy, cái kiểu như cái phần cái heist cuối cùng có một cái map gọi là Convoy á. Nếu mình nhớ không nhầm cái tên nó là vậy. Thì các bạn có thể đợi máy bay tới vừa tới nó xuất hiện trên ngay bầu trời, các bạn có thể lấy sniper rồi các bạn bắn sập nó luôn. Không cần phải dùng cái kia và phải đợi nó tới hay gì đó. Thậm chí là mấy cái lần mấy cái khúc sau mà khi cái đoàn convoy nó tới rồi các bạn cũng có thể làm y chang vậy luôn. Nhưng mà cái máy bay thì lúc sau nó tới nó khá là chậm. Cho nên vậy thôi. Mình nói chung thì hai thì có lẽ là mình nghĩ các bạn cũng đã có cái cũng khá là rành tất cả các mánh của cái hai rồi, cho nên chắc cũng không cần thiết nhiều cái vấn đề đó. Tại vì theo mình biết là có vẻ như nhóm mình thì trước mình cũng cố gắng làm cái criminal mastermind lắm, nhưng mà có lẽ là mình làm không được, với lại cũng không có thời gian nhiều. Nhưng mà đối với các bạn thì mình cũng thấy từng thấy có rất nhiều team bạn chơi rất là hay và làm thành công luôn cả criminal mastermind luôn, khá là ngưỡng mộ. Nhưng mà vừa xong rồi. Hey bro. I'm so... Ủa còn cái cuối cùng là... À. Cho tụi bay xử đó. Giờ sao? Chết cái bom à. Rồi thôi chơi bom này đi. Thôi chơi này đi. Oh, vãi đái. We cool bro. Mà bắn cái đồ cái chúng hai đồng đội vừa thì chết trời. We cool bro. Xong, mission pass, mình còn tưởng bắn đùng cái chết hai thằng kia chơi lại từ đầu. Lên cấp luôn mới vừa chứ trời. Không sao, Kova đại ảo quá. Bắn cái đùng chúng cuộc sticker bomb nổ cái đùng cái chúng hàng quần kia. Không sao, good job man. Để được rồi, khá là hay rồi. Nhiệm vụ vậy là quá là ảo rồi. Ảo dù. Và mình đã quay trở lại với cái nhiệm vụ tiếp theo. Đây là cái nhiệm vụ thứ 8 luôn nha. Và vô tình á là mình vô cái phòng của bạn mình hồi nãy. Những người mà bốn thằng hồi nãy mình đã chơi chung. Và có vẻ là họ đã khá là hiểu nhau, chơi khá là ổn. Và cái nhiệm vụ đầu tiên khá là trơn tru. Và đây mình nghe là đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi.
trong series Lowrider này. When Lawmers give the location of two cars from a list, bring them back to the garage so he can make things good with the family. Oh jeez. Có vẻ như lần trước á, là khi mà mình giao cái xe, khi mà làm nhiệm vụ hai thằng thì vấn đề là mình hình có vẻ như thằng đó nó chọn nhầm xe và mình đem về cũng nhầm xe luôn, cho nên đâm ra bọn này nó sẽ coi chỉ lại thêm lần nữa và lấy hai cái xe trong cái danh sách đó và đem lại cái garage cho OG là xong. Và chúng ta có ba người là bao gồm Panda với Compassion là hồi nãy mình để cho chung, mong là họ sẽ hiểu nhau, còn riêng thằng mới này mình cũng chưa rõ đâu. Nhưng mà nhiệm vụ cuối cùng rồi. Let's do it guys. The Dash. Nhìn bộ đồ nào nhìn cũng xấu ngang ngửa nhau. I wouldn't even lie to you, man. You like a father to me, man. You the big homie. What I look like lying to you, bro? And on top of that, I can't fucking lie to you, man, because I'm fucking scared, man. You might peel my cap. Have me come up missing or something, man. I know how you get down with them fucking car batteries. Come on, V, man. You gotta believe me, bro. I didn't do nothing. This is what I'm gonna do, man. I'm gonna make it up to you, V. Come on, man. Listen to me. I'm gonna do it because we cool. Because I'm cool. Because you cool. And you know I look. Hello? Man, fuck. Fucking asshole, man. I'm dead as a motherfucker. I'm dead. And if I'm dead, you dead too. We all fucking dead, man. Fuck. But Vernon, man, this dude completely fucking lost his shit. Lost it. We gotta help this dude get his shit quick. We're gonna make a peace offering. That's it. Yeah, cause selling this shit last time, that almost worked, man. But this time, we're gonna get him more cars. A serious fucking peace offering, you know what I'm saying? But it gotta be some shit worth stealing. Don't get no bullshit. Don't get no bullshit, okay? Look, I need you to beat the streets. You get out there and see what's popping, and I'm gonna see what it do too. And all we need is a couple of fly whips, man. It don't take much. Just drop them off on the dude and hopefully, shit, he'll kill me quick. Fuck, man, goddamn. Look, man, what are you standing here for, man? Go on, get with the shit, man, and I'm gonna call you in a minute, man. Và bây giờ là mình phải đi đổ vỏ cho thằng Lamar địch. Thiệt là hạnh phúc quá đi. Và mình nghĩ là nên đi chung với thằng này hay là đi xe của mình đằng kia. Vì thằng này có Kuruma, nó sẽ hay hơn là đi. What the fuck? What the fuck? Thằng này chơi màu hồng. Có vẻ không? Có vẻ gây lộ, gây chìm trong đây. Anh ấy thích để màu hồng cơ. Thay vì chơi màu khác anh ấy lại để màu hồng. Vãi đá thật. Chúng ta thời gian nhá. Chúng ta phải đi lấy chiếc Buccaneer gì đây. State of Buccaneer, ok. Bây giờ chúng ta đi cướp cái xe đó và chúng ta đem lại cho nó. Và chúng ta làm nên một cái bản đề nghị hòa bình, Peace Offering. Tại vì có vẻ như Lamar đang sợ chết khiếp. Nếu như mà mình, nếu như thằng đó chết thì đương nhiên chúng ta cũng chết luôn á. Là tạch luôn á. Là mấy ông chùm xử ta liền á. Xe cộ không lo gì đó cái kiểu. Mà chắc không sao đâu. Tại đây anh em mình giải quyết hết, lo gì. Đây, steal the Buccaneer. Cái này chắc mình nghĩ là giết hết rồi nha. Chuẩn bị súng đạn gì mấy anh em ơi. À, ngoài ra qua nói với bạn là có cái machine pistol là cái cây súng Tech 9 mới. Ô, đột nhập vô hả? Ý tưởng hay á. Ô. Nếu mà đột nhập vô thì sao? Ý dạ. Mình đi xuống đi mấy bạn ơi. Mình làm gì đây? Steal the Buccaneer. Chúng ta phải đột nhập một cách an toàn vô. Và chơi bằng góc nhìn thứ nhất. YOLO man, sống lên, sống lên. Và mình vẫn đang cố gắng. Ơi, đẹp quá man, chụp tấm rồi. Làm thumbnail cái nhẹ. Ô, mấy đồng đội xử lẹo á.
Cướp xe đi, cướp xe đi, cướp xe, mình sẽ đi xe này anh này. Và đây cái cây Tech 9 mà các bạn đang nhìn thấy đây. Nhìn cũng ngầu ha. Màu vàng luôn, mình chơi hết màu vàng hơn. Cho nên mình chọn màu vàng luôn cho tiện. Rồi đi đâu vậy bạn? Đâu đâu bộ. À bây giờ chúng ta đi cướp thêm một chiếc nữa. Hoàng hôn chiều buồn hoàng hôn. Ok. Đi cướp cái chiếc này cuối cùng là chúng ta thấy là mình nghĩ là sẽ xong hết tất cả mọi việc luôn. Nãy là có vô tình là nhiệm vụ thứ 7 là mình vô tình được mời cho nên mình chơi luôn. Hay ai ngờ là khi mà mình vô nhiệm vụ thứ 8 này, nhiệm vụ cuối cùng thì mình vẫn được vô cái team như hồi nãy. Khá là hiểu ý nhau, chơi khá là nhanh. Ồ, nhìn khá là đẹp đấy chứ. Không biết là mình nói bầu trời với nó cái xe. Cái xe thì nó đẹp sẵn rồi, mình hóa là mình chơi màu đen hơn chứ các bạn nào coi Fast and Furious 5 á. Ừ, mình thấy kiểu màu nó giống vậy hơn là so với chơi màu thì nó hơi nổi. Tùy sở thích mọi người thôi. Vấn đề là cái xe cái xe đang di chuyển man. Cái xe nó đang di chuyển. Move bitch. Nghĩ sao vậy? Má nghĩ sao nói chuyện với Kuruma hả? Bỏ đi bạn, bỏ đi, bỏ đi. Mấy này không có cửa nói chuyện với Kuruma đâu. Tí là cái Kuruma đâu, mình không thể nào mình chọi sticky bomb cho nó nhanh được nữa. Tại vì nó không cho chọi sticky bomb. Tại vì cái xe gì nó cũng có phải nerf lại tí chứ nếu mà chọi luôn cái sticky bomb thì nó quá over rồi. Một cái một điều thú vị á là bạn ngồi bên trong bắn ra thì được chứ bên ngoài bắn vô thì không được. Khá là bựa cho cái loại xe như thế này. Thực ra là mình chạy mất có một vòng thôi đó. Và cái thằng này có vẻ như nó cũng chạy có một vòng thôi mà tụi kia nó dường như là nó muốn mất tích mình luôn rồi. Kiểu như tìm không ra luôn rồi. Đang bắn lái. Mà lâu lâu bắn tôi fuck thiệt chứ. Tránh ra mấy đứa, má, cái kêu tụi bay tránh ra mà. Người chết nè. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, nhưng mà phải xử mấy thằng sau nữa. Ô, ô, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát. Ô, cảnh sát, cảnh sát. Để lấy cái xe này ra, mập ra coi. Má, tao sẽ lấy cái xe này tao đem về. Con hàng rồi, bring it to Benny. Bên này nằm đâu tự nhiên mình cái mình dính dính sao với cái bọc sao tục thiệt. Thôi là bây giờ mình sẽ đem về cho Benny vậy. Ê đừng dính nữa, đừng dính nữa. Giống như cái nhiệm vụ vừa lúc ban đầu á, dính sao cái kiểu rồi mình phải đi trốn cảnh sát rồi phải đem cái xe về mà không ai phát hiện. Giờ cái nhiệm vụ này cũng khá na ná vậy, tự nhiên mình vừa dính một lần cái mình cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng mà mong là nó không phát hiện tại có một sao thôi. Một sao cũng khá là mau hết. Hết rồi còn mình đem về nó còn chỉ đường nữa chứ. Chứ không chỉ đường mới đi đường nào đi đại nãy giờ luôn á. Chỉ đường đi. Hết đi sao một sao gì mà lâu quá vậy. Benny đâu rồi? Hey, don't tell G. Oh, đây 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 đây. Hên quá nó chỉ đường đúng lúc luôn á. Hết sao nè. Mấy cái vụ này mà có Huy với Thông chơi hơi bị vui. Nhưng mà phải tiếc là nãy mình cũng đã nói lý do tại sao rồi cho nên bạn thông cảm ha. Ok. Trăng đẹp quá, trăng đẹp quá. Nhưng mà phải tập trung vào nhiệm vụ tiếp thôi. Trăng đẹp thì trăng đẹp chứ. Mà nhiệm vụ bảo mình phải giao xe, tụi nó giao tới nơi rồi mà mình chưa được giao nữa nè. Cái xe này má lái xe thiệt tình luôn á hả? Má quẹo phải xi nhanh chứ men. Má thiệt tình. Hư mẹ cái bóng đèn sao? Ủa quẹo cái liên quan. Trúng lần trước nhưng mà hư cái bóng đèn sao? Đúng là đổ thừa có hơi quá thật nhưng mà cãi đi cũng không sao đâu. Rồi đấy thật. Còn sao nếu mà đưa nọ cái nên xi nhan đèn cái kiểu làm cho mình biết chứ không xi nhan làm má mình tông thẳng vào luôn địch. They're coming. Xong rồi hàng này nó quậy đây nãy giờ rồi tới giờ mình mới về chỗ ta làm nhiệm vụ có vẻ hơi xa hơn tụi bay là đi lên tới mới tới
quận nhất là tao phải lên tới quận 7 lần, cho nên thông cảm nha. Selfie cái nhẹ, selfie cái nhẹ. Vô đâu biết. This is it, people. This is it. We done, dog. We ain't gotta worry about low riders no more, unless you trying to drop some of that hard-earned bread with your boy LD, dog. Hey, y'all got homies coming? Sound like it's a gang of niggas out here. Oh shit, it's the Vagos. They riding on us. Protect the whips, man. Go on. I left a pot on the stove. Ồ, tự nhiên mình tưởng là xong mà ai ngờ mình đâu có nghĩ là nó xong dễ vậy đúng không? Đúng nghĩa thiệt. Vừa mới nói xong cái thằng tụi Vagos tới luôn. Cũng vậy phải hay chứ mình cũng đâu có nghĩ là nó hết lẹ vậy. Ai ngờ. Ngay đây nữa chứ. Bắn đi anh em ơi, bắn xả đạn thoải mái đi anh em ơi. Đạn, ôi chết mẹ, kia chết rồi, hết team life rồi. Đừng chơi bậy bạ nha các bạn, đừng chơi bom thuốc nổ cái kiểu. Chúng ta phải sống, để chúng ta còn xong nhiệm vụ nữa. Ôi. Nắp đi. Rồi, sao đông quá vậy? Phải rút đồ chơi ra, lâu phải rút đồ chơi ra mới được. Chứ nó còn ngon tưởng mình ngon chứ. Và Ghost tao bắn cái gì thành ba lát luôn á chứ nó. Ra mấy đứa ơi. Lo cân cái chỗ này. Ôi má mém nó hết máu, Ủa Ecola vô. Còn hút thuốc lá nữa rồi, ủa cái gì vậy, vụ gì vậy? Ôi thằng kia chết nữa rồi. Ồ, thằng kia chết dữ quá rồi. Chết hai lần nữa rồi. Mình cũng mém chết luôn á. Nhưng mà nhờ có Ecola. Coca-Cola. Quick Restore Bay Up đi. Nhưng mà mua... Chưa kịp mua... Armor nữa là nó kia rồi. Công nhận hoàng lắm á, làm cái gì mà sự tụi này nó ghét dễ sợ luôn á. Nó lại tới băng, nó lại tới đây mà nó giết mình luôn. Thế nghĩ đã làm tới đây rồi mà hôm qua cái khúc này nó hơi kỳ. Làm nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn các bạn ơi. Chúng ta là pro mà các bạn. Bắn nhiệt tình vào. Sao bắn hoài đéo chết trời. Có bao nhiêu đồng đội ăn hết rồi. Giáp kiểu. Ồ má mình lâu phải tập trung bắn mới được. Cái này bắn rác mà bắn da gì đâu á. Ra bỏ lần sau bắn à. Đó. Chúng ta phải hiểu với nhau. Kiếm được 4 thằng để làm 3 nhiệm vụ thì cũng khó. Mà chủ yếu là có hiểu ý nhau hay không thôi. Nếu mà chết hoài thì nó cũng không nên. Để normal rồi mà còn chết vậy đó. Này chưa ai chết đúng rồi. Hay quá, team ơi. Nã lại nhiệt tình vô. Nó không sợ mình lâu hết đạn nữa chứ. Chúng ta có thể qua được cái hướng này. Đúng rồi. Chân sống rồi. Đúng rồi man. Đừng ai chết nữa. Đúng rồi. Quá đẹp. Check out được Vagos. Giờ nó hướng này nữa nè. Đổi. Cứ đổi về vị trí như thế là ngon thôi. Mình nghĩ là xong rồi nha. Ủa mấy con tướng kia kìa. Không như ta. They gone you sure.
You all should be gone, I'm coming now. Nghe là chắc xong rồi. Má nhiệm vụ của mình mà. That's the fuck I'm talking about. Serve them fools, man. They know better than fucking with Lamar Davis. And I hope this keep that motherfucking Vernon quiet, man. You wanna know some fucked up shit? I know what you're thinking. I know what you're thinking, and you're right. It's a cruel and loveless world we live in. A world in which genes get bullied by gang politics and overbearing assholes like Vernon stop talent dead in his tracks. But guess what? That's some bullshit. It take more than three lunatic gangs and no ideas to stop Lamar Davis. I'm gonna beat somebody, nigga, on the set. Thanh niên nọ con này có vẻ là khá là ngầu kêu chúng ta cần phải ba cái băng đảng mới có thể găng được Lamar rồi ta. Nói chung thì là mình đã hoàn thành hết 8 nhiệm vụ rồi. Và nếu các bạn nào muốn gọi là tập phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5 gì đó, các bạn có thể bấm vào cái playlist phía dưới ngay mình để ngay trong phần description. Và mình cảm ơn các bạn đã xem, ủng hộ series Lowrider trong khoảng thời gian qua. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất với cái nhiều cái quay gata hơn. Và nhất là mình sẽ quay chung với Bựa Gaming hay gì đó. Và ai biết được thì mình sẽ quay cái gì sau này. Thiết nghĩ là mình sẽ phải hoàn thành xong cái Assassin's Creed Syndicate cái đã rồi hẳn tính sau cái mấy những chuyện sau. Và chỉ vậy thôi. Và mong là các bạn thích cái video clip này. Và nếu các bạn thích cái video clip này, các bạn hãy bấm like và subscribe cho channel của mình nhé. Và để có thể coi thêm nhiều clip khác nữa. Và cũng như mình đã nói, cảm ơn các bạn đã xem qua. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Bye bye. Bye bye.